ăn kiệt nha. Các bạn. Ủa bạn Minh với anh Kiệt đi đâu về hả? Về. Đi học về hả? Wow, thằng Minh có chiếc xe đẹp quá vậy. Có chiếc xe màu vàng nữa kìa. Ủa? Kẹo gì anh Kiệt? Mới mua kẹo. À, anh Kiệt với anh Bi đi học về mua kẹo hả? Quá nhiều kẹo rồi các bạn. Ủa, mình ăn kẹo, mình ăn ít thôi nghe, ăn nhiều xuống răng á anh Kiệt ơi. Ai ăn kẹo này đi. Bôi sơn. Hai ba. Ủa, anh Bi biết kẹo, kẹo cũ rồi, kẹo mới nè. Ủa? Kẹo này, kẹo, ủa, kẹo này ra khác nhau anh Kiệt. Khác sao không? Mà ta ngu ra. À, kẹo ngon lắm á. Ăn nhiều chung răng á. À. Quá. Ủa giống chân gơm chứ gì anh Kiệt? Giống á. À, chân gơm kiểu Huba Huba hả? Ừ. Ôi, hôm nay có loại cây 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 với cây kem vậy. Ôi, loại mới đã vậy. Ở bạn Minh hôm nay có gì á? Hai cây luôn. Cây này mắc không anh Kiệt? Mẹ có 10.000 cây à? À, cây này có 10.000 một cây à nha các bạn. Uba. Uba. Kẹo uba uba luôn. Ủa nó ra vậy. Uba. À xin cơm mà nó là ăn ít nhiều thôi. Hai ba. Ăn ít thôi nghe, ăn nhiều xuống răng lắm đi ơi. Nghe răng có bị xuống không? Có bị sao ăn răng không? Nghe coi. Ôi, bạn Bin ăn kẹo trong dễ xúc miệng không có bị. Ngon không kẹo? Trời ơi, quá. Anh Kiệt ăn hết cái kẹo luôn rồi. Quá. Ờ bạn Bin cũng hết rồi. Nó có kẹo luôn. Nó có bá luôn. Cũng chờ bá luôn hả? Kẹo gì đó. À, kẹo này là kẹo dẻo hả? À, kẹo dẻo hình lũ y. Con này là con gì á bạn Bin? Con. Con này là con. Con dạo nè. Thôi, mình ăn nấp thôi, mình để ăn từ từ nghe, được ăn nhiều quá, ăn nhiều chút ăn á. Ờ. Nhà chỉ ăn. Cái con này con gì á? À? Từ rau này, con chim. Con chim. Màu gì? Cái con vịt đó hả? À? Con vịt màu vàng. Con này con gì? Cục á. Không đâu. Không đâu. Sao? Con này con gì? Con bột cà cái gì á? Con cầu cao. Con này con... Nhỏ nè, đủ loại hết trơn luôn. Rồi bạn Bin ăn một cây này nữa thôi nha. Không ăn nữa nha. Ăn cho nó đủ rồi nha. Rồi, nghe con cái này là mình đem dẹp nha. Để dành ăn tiếp nha. Trời ơi, Bin ăn nhanh cái hả? Bật bạo. Ăn bự giờ bá luôn hả? Có kẹo chích với chích nữa nha. À, con cái kẹo kem này là nó chỉ giống kẹo Huba chứ không phải anh Kiệt. Cái kẹo Huba nó mới ra đây, còn cái này ra lâu rồi hả? Ra lâu lắm rồi. À, nó cũng giống cây kem luôn. Cái kẹo cũng cây kem như Huba. Rồi, bạn Bin ăn kẹo nhớ được rồi nha. Tăng. À, còn kẹo mình biết rồi nha, kẹo chupa chup chup. À, thôi, mình dẹp đi. Để dành ăn từ từ nha, đừng ăn nữa. Rồi, ăn với nó đủ rồi nha, một ngày ăn một ít thôi. Mình giờ mình đi xúc miệng đi, ăn kẹo rồi xúc miệng nha. Vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye.